Tạp chí Non Nước Đà Nẵng vừa tổ chức buổi gặp gỡ cộng tác viên đầu xuân năm 2022, triển khai những định hướng sáng tác trong thời gian đến. Trong năm 2021, được sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo thành phố, trực tiếp là lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố, cùng với sự cộng tác nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, đã giúp cho tạp chí ngày càng nâng cao về chất lượng nội dung cũng như hình thức trình bày. Năm qua, tạp chí Non Nước đã xuất bản 12 số với hơn 6.000 bản, góp phần tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời đã giới thiệu các tác giả tác phẩm thuộc nhiều chuyên ngành nghệ thuật đến với bạn đọc. Hội nghị cộng tác viên là hoạt động thường niên của tạp chí Non Nước. Thông qua hội nghị này, tạp chí Non Nước có dịp gặp gỡ, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các văn nghệ sĩ, các cộng tác viên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của tạp chí Non Nước trong thời gian đến.